nhiều cái không có hợp. Ví dụ là đi chợ mẹ con là đi mua đồ về nấu ăn, nhưng mà một cái là bé hay nấu mặn đấy, còn ông bà thì ăn nhạt. Những việc mà đi thỉnh thoảng là rủ mẹ đi chơi hay là đi mua sắm, mình thì hay tiết kiệm, mà con thì là hay là đúng rồi. Cho nên là những cái đó nó cũng hơi khó. Còn với nàng dâu thì sao nhờ? Hợp với mẹ nhiều thứ lắm, hạn như là ăn uống, nhưng mà nhiều khi mình nấu thì mẹ không hợp, nhưng mà mẹ nấu lại hợp. Con không học cách để cho hợp khẩu vị, con nấu cho mẹ ăn được luôn. Đó là thời gian đầu, với giờ sau này cũng đỡ rồi ạ. Đỡ rồi đúng không? Mẹ chồng thì sao? Có thấy điểm gì chưa hài lòng ở nàng dâu không? Có, cái là nhờ chặt mấy nải chuối, nhờ con mang giùm lên lầu cho mẹ, mà nó cứ bảo rằng là chốc nữa, rồi lấy mai hay là vài tiếng nữa. Thế xong cô bảo, ôi giời ơi, vậy là không được rồi. Cái thứ hai là bữa hôm có gần giỗ, thế mới bảo rằng là con ơi, đôi cái mảng rện ở trên lầu đó thì vợ chồng con quét đi cho mẹ, không có các chú, các ông bác đến thì bảo sao rừng thờ nó có gì. Xin chào Quỳnh Linh và chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Cô là Nguyễn Thị Hồng, 61 tuổi, đang ở nội trợ ở nhà. Tôi cũng tham gia bên phụ nữ. Cô là hiện nay đang ở đâu? Ở Dĩ An. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, chào khán giả và chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc. Con tên là Nguyễn Thị Yến Ly, 25 tuổi. Hiện tại con đang làm công việc tại công ty may. Ly làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Một năm ạ. Mới đây thôi. Mới đây thôi. Mình có tin vui chưa? Chưa ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này thì cô cảm nhận ấn tượng điều gì với cô gái? Con trai dắt về, nhưng mà thật ra là dắt về cô ngạc nhiên lắm. Ôi trời ơi, nhìn chẳng mê cái gì cả. Nào là người nhỏ chỉ được đến hơn 30 kg thôi. Dạ. Tay chân lèo khèo, tóc thì tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng. Cô không ưng, dạ. Chồng cô không có ưng. Thế rồi qua thời gian hai em tìm hiểu coi như là cũng phải 2 năm. Xong rồi cô thấy dần dần mập lên, rồi đẹp gái ra thì mới chấp nhận. Đấy. Đúng rồi. Còn không biết Ly thì sao? Không dám nhìn mẹ khó tính, không dám nhìn sợ. Lần đầu tiên về là thấy không chào thôi chứ không dám nói chuyện. Sao lần đầu tiên về gặp mẹ chồng tương lai mà để tóc vàng hoe rồi tóc đỏ tóc xanh này? Dạ tại hồi đó còn nhỏ còn trẻ, nhuộm xanh vàng cho nó đẹp. Rồi có biết được là mẹ chưa có thiện cảm với mình không? Biết chứ chị, nhìn thái độ của mẹ là biết. Rồi về nhuộm tóc liền lại không? Dạ có, nhuộm liền. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Sau đó thì về làm dâu thì cô con dâu này hợp với cô những điều gì? Thời gian đầu cũng ít tuổi nên là nhiều cái không có hợp. Ví dụ là đi chợ mẹ con là đi mua đồ về nấu ăn, nhưng mà một cái là bé hay nấu mặn đấy, còn ông bà thì ăn nhạt. Những việc mà đi thỉnh thoảng là rủ mẹ đi chơi hay là đi mua sắm, mình thì hay tiết kiệm, mà con thì là hay là đúng rồi. Cho nên là những cái đó nó cũng hơi khó. Còn với nàng dâu thì sao nhờ? Hợp với mẹ nhiều thứ lắm, hạn như là ăn uống, nhưng mà nhiều khi mình nấu thì mẹ không hợp, nhưng mà mẹ nấu lại hợp. Thì con không học cách để cho hợp khẩu vị, con nấu cho mẹ ăn được luôn. Đó là thời gian đầu, với giờ sau này cũng đỡ rồi ạ. Đỡ rồi đúng không? Mẹ chồng thì sao? Có thấy điểm gì chưa hài lòng ở nàng dâu không? Có, cái là nhờ chặt mấy nải chuối, nhờ con mang giùm lên lầu cho mẹ, mà nó cứ bảo rằng là chốc nữa, rồi lấy mai hay là vài tiếng nữa. Thế xong cô bảo, ôi giời ơi, vậy là không được rồi. Cái thứ hai là bữa hôm có gần giỗ, thế mới bảo rằng là con ơi, đôi cái mảng rện ở trên lầu đó thì vợ chồng con quét đi cho mẹ, không có các chú các ông bác đến thì bảo sao rừng thờ nó có dơ.
Thế là cô bảo cũng chẳng có làm. Không làm có. Tại vì con đi làm công việc nhiều quá nên nhiều khi mẹ bảo xong ở chiều tối về con quên mất, con đâu có nhìn trong căn nhà đâu. Nên con đâu có nhớ. Quý giá thì nói gì xong rồi quên. Nó quên thôi. Ta hay tuổi teen hay gọi là não cá vàng đó. Làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ con đi làm từ 6 giờ sáng là con đi mãi tới 9 giờ tối mới về. Trời ơi. Dạ mà mình làm xa nhà không chị hay là gần? Đi khoảng 45 phút. Chù giờ về cũng áp lực lắm á con hả? Cuối tuần có được nghỉ không? Được chủ nhật ạ. Thì hai mẹ con mình có thay tỉnh thoảng đi chơi với nhau không? Như là đi siêu thị rồi thì... Em đang còn bỡ ngỡ. Dạ. Vì ít tuổi thì nhiều cái thì cũng phải dạy bảo em. Tuần hay mỗi tuần á mẹ con ăn cơm chung bao nhiêu lần? Nói chung là sáng mai thì nấu ăn sáng rồi con dậy ăn, xong rồi đi mãi đến tối mới về. Về thì bữa có ăn thì bữa lại bảo mẹ ơi thôi con mua cái này về con tự ăn rồi, con không ăn được cơm, con mệt. Đấy, thế thôi. Dạ. 6 giờ sáng đi rồi thì sao nấu đồ ăn kịp? Cô dậy sớm nấu buổi sáng, nấu cái chút miến gì đấy. 4 rưỡi cô đã đi tập thể dục rồi, cô dậy sớm là cô nấu sẵn để đấy. Trời ơi, nhiều cô á, coi như sáng dậy sớm mà con dâu luôn. Nấu để cho con dâu về ăn sáng đi làm. Rồi chồng con có làm chung với con không? Dạ, vợ chồng làm chung mà. Cô, thường mà bạn á làm cái gì mà không vừa ý mình á, thì mình có trực tiếp nói thẳng luôn không? Hay là mình phải nói qua chồng của Ly? Không, cô kêu xuống cô nói ngay. Bảo con ơi, thế này là không được nha, mẹ bảo vậy mà các con không làm nha. Vậy... nhưng mà ngày nay thì là được lắm. Yeah. Thay đổi hoàn toàn rồi. Về đến nhà cái mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa? Hay mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Cứ về đến nhà cái đến cổng cái là gọi. Yeah. Con cứ sợ là mới á, thì hai mẹ con mình lại ngại có khoảng cách với nhau, nên là không có dám trực tiếp nói thẳng với nhau. Không, cái gì là cô nói ngay. Bởi vì cô cũng làm ở bên phụ nữ. Yeah. Cho nên là cũng tham gia rồi. Cái gì đúng thì mình nói để con nó sự, nó học. Thì là hay đấy chứ. Mẹ cũng nói thẳng chứ nhiều khi mẹ ghim ghim trong bụng là cũng mệt lắm á nha. Có bao giờ mẹ có biết thẳng con giận mẹ không? Không, tính con là vô tư lắm. Thà nói thẳng vậy thì con còn rút được kinh nghiệm. Đó, vô tư mới hay quên á. Góp ý thì thoải mái. Dạ. Còn góp ý bên này còn mai còn quên. Thì cô mong muốn rằng cô sẽ chỉ bảo con dâu thế nào để cho nó hoàn thiện. Bây giờ thì mẹ cũng là có cái điểm gì là sai thì mẹ là thẳng thắn là mẹ nói, thì mẹ cũng muốn là cầu mong là con là phát huy. Bây giờ trở đi là thấy con phát huy nhiều lắm rồi, giỏi giang. Mẹ ơi để con lau nhà, mẹ ơi để con hay là rửa chén đấy. Còn một chút về là vậy là có thế thu á. Đúng rồi, giỏi. Tiến bộ lắm. Còn Ly thì không biết có dự định gì mà để chào đón em bé chưa? Dạ có rồi ạ. Là định khi nào, một năm hay là vài năm nữa? Qua năm à. Bà cũng trông cháu dữ lắm rồi ha. Nói thật với con, thời đại giờ là 4.0, cho nên là cô cũng không dám là nói đến kêu thì kệ. Nhưng mà có hỏi rằng con ơi, làm sao lâu lâu vậy, thì con có bảo là mẹ ơi là các con đang kỵ tuổi. Để qua cái tuổi đi ha. Dạ. Một năm hai vợ chồng có bao giờ cãi nhau trước mặt của mẹ chồng chưa? Không. Được cái không có cãi nhau gì cả. Chỉ có nói to tiếng cái xong thôi thôi. Bữa nào thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ không? Ít lắm. Thôi thì con nó cũng đi làm khuya nó mệt. Dạ. Thì thôi thì cô cái tầm đấy là cô dậy đi tập thể dục, thì thôi thì mình cũng nấu luôn. Cô làm trong hội phụ nữ gì đó phải không cô? Đúng rồi. Tâm hồn rất là nghệ sĩ và thoáng. Rồi hay đi chạy tới chạy lui. Rồi những chương trình mà của ở nhà là mình lúc nào cũng một bài múa để mở màn. Bài múa là múa cái gì cô? Ơi, múa nón rồi múa quạt rồi múa đủ thứ. Mai cô các cô nhiều phần nào đó tặng chương trình gì cô hả? Vậy thì cô sẽ nhảy một đoạn cha 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 bài mắt na. Trời ơi, hay quá.
Hôm nay thì chồng con có gửi cho chú một bức thư. Đây, để Lộc đọc với Lộc. Dạ. Xin kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay hai mẹ con tham gia chương trình, con có đôi lời nhắn gửi. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Mình là một người con trai của mẹ và một người chồng của vợ. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa mẹ và vợ không thể nào tránh khỏi những bất đồng quan điểm. Những bất đồng quan điểm đó thường là những sự hiểu lầm của hai bên. Mình ở giữa thì mình không biết bên nào. Với mình thì không bên nào là không bên cả. Trong cuộc sống không tránh khỏi sự suy nghĩ trái nghịch nhau. Mẹ thì cũng không thể nào đúng hết được, còn con thì cũng không thể nào hoàn hảo hết được. Mình là một người chồng, là một người con của mẹ, thì lúc nào cũng nói những điều tốt đẹp về mẹ, về vợ, để mẹ và vợ một ngày hiểu nhau nhiều hơn và thương yêu nhau nhiều hơn. Giả sử nếu mẹ và vợ cãi nhau, mình là người chồng, người con, mình bên mẹ thì làm tổn thương vợ, mà mình bên vợ thì làm tổn thương mẹ. Thay vì bên này hoặc bên kia thì mình không làm như vậy, mà tìm cách khuyên nhủ để mẹ hiểu cho vợ vấn đề đó là vô tình chứ không cố ý, và ngược lại như thế. Vì cuộc sống nên vợ chồng con phải bươn chải kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày, nên chưa có nhiều thời gian gần gũi quan tâm hỏi han hay động viên mẹ. Con mong mẹ sẽ hiểu cho vợ chồng con nhiều hơn. Con chúc mẹ và chúc vợ luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn mỉm cười với tất cả mọi người trong gia đình mình. Đó mới là tài sản vô giá, có tiền mua cũng không được. Con xin cảm ơn chương trình. Tôi cảm nhận thế nào về lá thư của con trai mình? Ơi, vậy là nghe cũng xúc động. Bởi vì là đúng ra là các cháu mới cưới nhau, cho nên là thời gian cũng là ngắn ngủi. Cho nên là thôi thì cái điều kiện vậy thì bố mẹ cũng chấp nhận. Còn cũng mong rằng là các con là thôi thì làm ăn rồi từ từ, rồi sau này rồi biết đâu là khá giả lên rồi dắt bố mẹ đi chơi hay đi du lịch. Con có làm sao? Con nghĩ sao? Bình thường ấy, chồng con vô tâm lắm, không ngờ viết được lá thư hay như vậy luôn mà. Cô mong muốn là con dâu của mình như thế nào, hợp với mình không? Cô cũng muốn là con thay đổi toàn bộ để mà xứng đáng là người con dâu hiếu thảo của bố mẹ và người vợ hiền của chồng. Còn nàng dâu không biết có mong muốn ở mẹ điều gì không? Mong muốn mẹ là nhiều sức khỏe hả? Hy vọng ngày hôm nay tức là sẽ có một cái kinh nghiệm nhiều hơn để mối tương quan giữa mẹ chồng nàng dâu nó càng yêu nhau thương nhiều hơn.